Thưa quý vị, tiếp tục thông tin liên quan đến vụ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tổ chức bài lắc mua bán sử dụng ma túy trong bệnh viện. Vào tối ngày hôm qua mùng 1 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố 6 bị can. 6 bị can gồm Nguyễn Xuân Quý, 38 tuổi, Nguyễn Văn Ngọc, 47 tuổi, có 5 tiền án về ma túy. Nguyễn Trung Nguyên, 38 tuổi, có 2 tiền án. Nguyễn Công Thường, 35 tuổi, có 3 tiền án về ma túy. Và Lê Hoàng Hải, 26 tuổi, về các tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền của bệnh viện bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm. Theo công an thành phố Hà Nội, băng nhóm trên hình thành và hoạt động được trong bệnh viện là do công tác quản lý tại đây lỏng lẻo và có sự tiếp tay của nhiều nhân viên y tế. Một số cán bộ bệnh viện cho biết Nhóm này ngang nhiên phạm tội nhưng làm ngơ, thậm chí giao cả chìa khóa khu điều trị cho đối tượng Nguyễn Xuân Quý. Hiện công an đang mở rộng điều tra làm rõ quá trình hoạt động của băng nhóm liên quan đến bệnh viện, trách nhiệm của bệnh viện tâm thần Trung ương 1 trong vụ việc này.